khi sang Úc, mọi người thường có hai mục đích cơ bản, đó là du học, sau đó thì về nước, hoặc là du học và tìm cách trở thành công dân Úc. Với mục đích thứ hai, không ít người thành công nhưng cũng không ít người vỡ mộng. Và việc thất bại đến từ nhiều yếu tố như là sự chủ quan, thiếu sót thông tin, không đúng thời điểm, vân vân, hay là cũng có thể nói tóm lại là do không có lộ trình rõ ràng. Và dưới đây là một vài lời khuyên cũng có thể tạm xem là lộ trình cơ bản để trở thành thường trú nhân tại Úc. Định hướng này thì áp dụng cho đối tượng là các du học sinh quyết định lập nghiệp từ con đường học tập. Đầu tiên là về đánh giá kỹ năng. Bước đầu tiên cho hầu hết các đương đơn di cư có tay nghề là chọn được nghề nghiệp để đề cử hoặc là đạt được số điểm tối thiểu trong thang điểm di trú Úc. Và các tiêu chí để đánh giá kỹ năng sẽ khác nhau với mỗi nghề nghiệp và thường dựa vào lộ trình, kinh nghiệm, làm việc và khả năng tiếng Anh. Vấn đề thứ hai là về chương trình lựa chọn kỹ năng. Thì tất cả đương đơn xin thị thực thường trú hoặc là thị thực có tay nghề phải vượt qua bài kiểm tra của chương trình lựa chọn kỹ năng. Đầu tiên là ứng viên phải nộp đơn bày tỏ nguyện vọng và nhận được một thư mời từ Bộ Di trú trước khi họ có thể nộp đơn xin thị thực di dân có tay nghề. Trước khi nộp đơn bày tỏ nguyện vọng thì bạn nên hoàn thành bài đánh giá về kỹ năng và kiểm tra tiếng Anh. Và vấn đề thứ ba là thị thực cho du học sinh mới tốt nghiệp. Đây là thị thực tạm trú 18 tháng dành cho các đương đơn mới tốt nghiệp một khóa học trên 2 năm tại Úc và chưa đủ điều kiện để xin thường trú theo các diện visa khác. Và thị thực tạm trú cho du học sinh mới tốt nghiệp có hai dạng, đó là dạng việc làm sau khi tốt nghiệp và dạng tiếp tục học sau tốt nghiệp. Và cả hai dạng này thì đều yêu cầu ứng viên phải hoàn thành một bằng cấp ít nhất là 2 năm học tập tại Úc và có vốn tiếng Anh ít nhất là IELTS 6 chấm trong tất cả 4 phần thi. Khi ở tại Úc theo diện thị thực tốt nghiệp có tay nghề thì bạn có thể làm việc toàn thời gian và có quyền tiếp tục việc học. Sở hữu thị thực tốt nghiệp có tay nghề sẽ rất hữu ích cho sinh viên quốc tế bởi vì các yếu tố sau. Đầu tiên là lấy thêm điểm cho việc học tập, việc làm, năm nghề nghiệp hoặc là tiếp tục kiểm tra tiếng Anh, triển vọng tốt hơn trong việc bảo đảm bởi các nhà tuyển dụng, vân vân. Và thứ tư là được đề cử từ chính phủ. Đề cử từ chính phủ sẽ rất thuận lợi cho các sinh viên quốc tế bởi vì bạn sẽ được, đầu tiên đó là thêm điểm, 5 điểm bảo lãnh cho việc sống trong khu vực đô thị và 10 điểm cho việc sống trong khu vực địa phương. Cùng với sự thuận lợi danh sách nghề nghiệp rộng hơn thì cũng như là các chương trình lựa chọn kỹ năng được ưu tiên, sinh viên sẽ có một thư mời sau khi chính quyền tiểu bang hoặc là vùng lãnh thổ hoàn thành việc đề cử, thay vì phải chờ đợi một thư mời tự động trong vòng 2 tuần một lần. Và những tiểu bang và vùng lãnh thổ khác có xu hướng cấp thư mời cho sinh viên đã học tại khu vực được làm việc tại đó. Có hai loại thị thực di cư có tay nghề mà các tiểu bang, vùng lãnh thổ có thể được đề cử, đó là thị thực 190, tay nghề có bảo lãnh, là thị thực thường trú cho phép bạn sống bất kỳ nơi nào của tiểu bang hoặc là vùng lãnh thổ. Thứ hai là thị thực 489, tay nghề vùng miền, là thị thực tạm trú 4 năm, đòi hỏi bạn phải sống và làm việc trong một khu vực địa phương trong 2 năm để có thể trở thành thường trú nhân. Và thứ năm là khả năng tiếng Anh. Tất cả các thị thực di cư có tay nghề yêu cầu tiếng Anh ít nhất là IELTS 6 chấm trong 4 phần thi. Và một trong những cách tốt nhất nhằm tăng cơ hội đó là lấy được mức điểm càng cao càng tốt. Các bạn nên tham gia vào các khóa học luyện thi IELTS. Bài thi IELTS không chỉ là cách giúp bạn giao tiếp tiếng Anh, mà là việc tìm hiểu cách thức kiểm tra IELTS cũng rất quan trọng. Và mọi thắc mắc về vấn đề trên thì các bạn có thể tham khảo tại website của Tân Đại Dương là tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Bạn cũng có thể gọi về số 083-848-4879 hoặc đến trực tiếp công ty tại địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất để chuyên viên tư vấn hỗ trợ bạn thủ tục du học. Chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ về du học của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ trò chuyện với một bạn du học sinh chọn Úc làm điểm đến để du học. Thì như các bạn cũng biết thì nước Úc được đánh giá là một quốc gia thứ hai trên thế giới về môi trường cho người dân sinh sống và học tập cũng như là làm việc. Và số lượng học sinh sinh viên Việt Nam nói riêng và số lượng sinh viên quốc tế nói chung thì lựa chọn Úc đang ngày một tăng lên. Và ngay bây giờ đây thì chúng ta cùng trò chuyện với lại Nhật Liễu, một du học sinh chọn Úc làm điểm đến để du học, và cùng trò chuyện với Liễu để tìm hiểu xem là quá trình làm hồ sơ của Liễu thì như thế nào nhé. Chị chào Nhật Liễu. Dạ em chị. Em giới thiệu đôi nét về bản thân của em. Dạ em tên là Nguyễn Trương Châu Nhật Liễu, em sống ở Vũng Tàu, năm nay em 20 tuổi và
Em đang có dự định để đi không? Thường thì em thích học tiếng Anh, nghe mấy nhạc tiếng Anh rồi xem mấy chương trình nước ngoài. Cho chị hỏi là lý do tại sao là để lại chồng Úc đi du học? Dạ, tại vì nước thứ nhất là em có dì của em ở bên đó. Thứ hai thì em rất là thích Úc, tại nước Úc á. Thứ nhất là có nền giáo dục rất là phát triển. Bằng cấp quốc tế, bằng cấp của Úc thì được quốc tế công nhận. Sau này thì em cũng có thể dễ xin việc hơn. Rồi con người ở đó thì rất là thân thiện. Em rất là thích và cái môi trường sống rất là phát triển. Ở Việt Nam thì mình đã tốt nghiệp chương trình phổ thông, thì không biết qua Úc thì mình sẽ chọn học tiếp chương trình gì em á? Dạ, em học tiếp chương trình đại học chị, với chuyên ngành cử nhân thương mại. Em chọn cử nhân thương mại là tại vì lúc mà em còn nhỏ chị, ba mẹ em thì làm kinh doanh, rồi em cũng theo và em thích từ nhỏ nên em muốn để trở sau này em cũng giống ba mẹ trở thành một nhà kinh doanh nhỏ, cho nên là em cũng có nói với ba mẹ rồi hướng đến nhiều học nước ngoài, và nước ngoài ba mẹ em rất đồng ý. Vậy thì qua đó mình sẽ học ở môi trường nào em? Dạ, em ở học ở Charles Darwin University, và trường của em thì dạng như là song trường, dạy là song hệ chị, là vừa đại học cao đẳng rồi nhiều cái. Trường em thì có trường, các trường em chọn thì em thấy là em được biết là có nền giáo dục tân tiến, vật chất, cơ sở vật chất thì rất là tiến bộ, cho nên là em nghĩ là với lại cũng gần với lại cái chỗ ở của dì em, cho nên là em chọn trường đó. Vậy là qua đó em có ở chung với dì em? Dạ có chị, em ở chung với dì. Tại vì như vậy thì thuận tiện hơn cho em rất là nhiều. Mình nhập học tháng mấy em? Dạ em nhập học ngày 24 tháng 11. Vậy là cũng sắp. Dạ sắp rồi. Mình đã chuẩn bị hành trang xong chưa? Dạ cũng sắp xong rồi. Cái dự định của mình khi mà học xong tại Úc thì như thế nào? Dạ em thì dự định là khi mà học xong thì em về đây. Em có thể thứ nhất là em được ở gần với mẹ em, với gia đình em, tại vì trong gia đình em chị là chị lớn nữa, mà em mẹ em là con mình, em con gái nữa nên em cũng thương mẹ em lắm, em muốn hỏi mẹ về công việc. Thì em định về đây thì ở đây cũng có nhiều công ty nước ngoài, chắc em muốn xin việc luôn. Thì với cái bằng cấp mà mình nhận được từ Úc thì về Việt Nam để tìm kiếm một cái công việc mà với mức lương cao thì khá là dễ dàng đó. Dạ. Cho chị nói với em là cái cảm nhận của Liễu khi làm hồ sơ để tăng đại nhân thì như thế nào? Dạ, em có nghe trên TV á chị, nói về hành trang du học, rồi em biết về công ty Tân Đại Dương, rồi em cũng có lên mạng để em xem, và em biết địa chỉ rồi em đến đây. Mới đầu á thì em rất là hồi hộp, tại vì em không có biết là mình chọn cái trường đó có phù hợp cho em không. Cho nên em có lên trung tâm Tân Đại Dương và em được chị Huệ tư vấn rất là kỹ, chị Huệ rất là nhiệt tình. Và tư vấn rất là nhiệt tình, và chị cho em biết là trường đó như thế nào, những cái gì phù hợp với em. Và em quyết định là lựa chọn trường em đang theo là gì cũng rất là phù hợp với em. Tiếp theo thì trong cái lúc mà cái khoảng thời gian mà làm hồ sơ thì có lúc thì rất là vui, có lúc thì rất là hồi hộp. Tại đến lúc mà vui như là chị Huệ bảo là em làm hồ sơ này rồi hồ sơ kia thì em đã hoàn thành hết, em rất là vui, thì em chỉ nghĩ là sẽ mình sẽ đợi chờ thông tin tiếp. Nhưng mà còn rút xong rồi có lúc thì chị hỏi nói là em phải nộp thêm cái đó, mà tại vì chị biết là gì em ở bên Úc á chị, cho nên giấy tờ khi gửi về em lo sợ là không có kịp thời gian nữa. Rồi xong rồi lúc nói chung là nhiều cảm xúc lắm chị, hồi hộp vui, có lúc thì em ngủ không được, lúc mà chị Hoài bảo là em chuẩn bị phỏng vấn là em ngủ không được luôn, đêm nào em cũng ngủ không được, em cứ sợ sắp tới phỏng vấn. Rồi cái lúc mà chị Hoài bảo có kết quả thì em rất là mừng, em cũng háo hức là hôm nay em phải lên thực đây để em. Chị cảm ơn những chia sẻ của Liễu trong buổi trò chuyện ngày hôm nay, và thay mặt công ty Tân Đại Dương thì chúc em sẽ hoàn thành tốt ước mơ của mình trong tương lai. Dạ, cảm ơn chị. Và vừa rồi thì các bạn cũng đã vừa lắng nghe Nhật Liễu chia sẻ về quá trình làm hồ sơ du học Úc của mình như thế nào. Và để tham khảo thêm các du học sinh đã nhận được visa du học thì các bạn tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.